Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi anh em với hai căn nhà liền kề anh chị, góc hai mặt tiền, đường xe ô tô, xe tải luôn, rất là tuyệt vời nha anh chị. Với ngang mặt tiền đường ô tô xe tải là 65, còn mặt tiền đường đan 2m á là đầu đó thì 62 nha anh chị ha. Đất cho lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị, lên tổng diện tích là 1.400 m². Cái hướng đường ô tô là hướng nam anh chị ha, còn hướng đường đan 2m, đường xe máy là hướng tây bắc, có hai hướng anh chị lựa chọn nha. Địa chỉ cái căn nhà vườn của mình là ở ấp Long Thành A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại em đang đứng đây là đường quyện lộ 34 nha anh chị. Mình đi thẳng trước màn hình mình á, khoảng là 1 km là sẽ đụng tới quốc lộ 1A, ngay chỗ mà cây xăng Minh Dũng, còn gọi là ngay cầu Long Định nha. Ở đó thì có chợ Long Định, trường học, ủy ban, trạm y tế, là khoảng là 1 cây số anh chị, rất là gần luôn. Còn vị trí em đứng đây là ngay chỗ trường tiểu học và trường mầm non anh chị ha. Và ở đây cũng có một cái chợ tạm, buổi sáng bán rất đầy đủ luôn, rau củ quả đầy đủ luôn nha chị ha. Hiện tại buổi trưa thì không có bán anh chị, tại đây là chợ tạm anh chị ha. Còn cái hướng ngược lại thì mình liên thông về cầu Long Hưng anh chị, về trái về thành phố Mỹ Tho là 11 cây số nha. Còn cách đây ngay cầu Long Hưng đi thẳng đường này nè, khoảng là 1 cây rưỡi số là tới cầu Long Hưng rồi. Về phải là về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim nha anh chị. Từ chỗ vị trí đường huyện lộ 35 ngay chỗ trường học và chợ ở đây á, thì mình vô tới căn nhà vườn mình á chỉ có là 100 m thôi, rất là gần anh chị ha. Hiện tại đang quay buổi trưa khoảng 12 giờ anh chị, hơi nắng ha, thì cam ga nó mà hơi chói, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Ở đây thì bán đầy đủ anh chị không, đây là hiện tại buổi trưa thì không có buôn bán anh chị, bán lại gai thôi, còn buổi sáng rất là đông anh chị ha. Còn mình đi lại tới cầu Long Hưng thì ở đó thì có nhà văn hóa nè, rồi bên quân sự nè, ủy ban Long Hưng nè, đó đầy đủ ngay vị trí đó chị ha. Rồi mình sẽ đi vô cái đường đan ô tô xe tải nè anh chị, vô đúng 100 m là tới vị trí hai căn nhà của mình rồi. Một vị trí rất là đẹp anh chị ha, thích hợp cho cô chú anh chị mua để mình phân lô mình bán ha, lợi nhuận rất là cao. Còn cái thứ hai thì anh chị có thể mình cất cái nhà nghỉ dưỡng ở đây, về đây con cái mình đi học rất là gần, mình đi chợ rất là tiện chị ha. Ở đây thì chợ tạm thì cũng bán đầy đủ nên mình về đây mình đi chợ đi bộ ra 100 m là tới rồi, rất là gần nha. Rồi em xin mời chị ha, thì em sẽ chạy xe từ vị trí chỗ đường huyện lộ 34 ngay tiện ích này vô cho mình thông quan đường xã hàng sớm nha. Còn ở đây có trường trung học Long Hưng anh chị, thì ngay chỗ cầu Long Hưng luôn chị ha, là cây gửi số nha anh chị. Ở đây thì dân cư rất là đông đúc anh chị ha, đường công cộng, đường thông, góc hai mặt tiền nha anh chị. Rồi mình đã tới anh chị, rất là gần luôn nha, chỉ có 100 m là tới vị trí hai căn nhà của mình rồi. Rồi để em đậu xuống chỉ ranh giới cho mình nắm ha. Đây, đây là mặt tiền của mình, đây là 65, mặt tiền là đường ô tô xe tải mình chạy luôn chị ha, đường công cộng, đường thông, mình liên thông ra đường huyện lộ 35 được nè, và liên thông về đường nhựa Kinh Đào, rất là nhiều hướng chị ha. Còn đây là mặt tiền thứ hai, mặt tiền thứ hai này là chiều sâu là khoảng 62 m chị ha, này dù ngắn hơn. Thì cái này thì góc hai mặt tiền chị không, rất là đẹp luôn, nhưng mà con cái bước điểm đây thì đất mình chiều sâu thì nó khác nhau chị, chiều sâu tính nếu mà tính đường chỗ đường ô tô chị ha, chiều sâu khúc đoạn này là 5m2, còn chiều sâu ở bên tay phải anh chị là 42 m nha anh chị. Đó ông nói rất là cụ thể chi tiết cho cô chú và anh chị nắm rõ nha. Thì góc hai mặt tiền này thì hai căn nhà này thì có một căn nhà thường là chủ bán ha, còn cái nhà to nó thì chủ rất là khổ rồi, nhà to nó thì đơn giản thôi thì chủ sẽ dỡ cái nhà to đi.
em nói rất là cụ thể cho chi tiết cho quý khách hàng mình nắm rõ ha. Cái đường 2m đường đan bên tay trái này chị, đường này đường thông ra luôn, đường đan 3m rồi thông về đường nhựa kinh đào luôn chị ha. Đó, thông rất là nhiều hướng chị ha. Đây vị trí rất là đẹp chị không, cái này giống như hình tam giác đó chị ha. Đất này thì chưa qua đầu tư nha chị, hiện tại là sổ đỏ nha. À, chủ đang cặp ngân hàng anh chị, nếu mình mua thì phải chuột ngân hàng ra rồi chủ sẽ đo đạt cho mình ra bản vẽ mới, còn mới ra công chứng nên mình rất yên tâm nha. Lên tổng diện tích căn nhà vườn của mình á, là 1.400 m² nha anh chị. Đây đó, được rất là rộng rãi, dân cư đông chị ha. À, thì em sẽ quay một mặt thôi, tại hai mặt tiền rất là rộng nên em đi mất thời gian anh chị hoặc cô chú ha. Rồi em sẽ đi mặt đường ô tô đi chị ha. Ở đây thì gia chủ đặt cống cho mình hết rồi, ra cái kinh lớn anh chị, kinh lớn chỗ đường huyện lộ 34 này em quay cho anh chị xem á. Đây có cái cổng nè, thoát nước ra cái sông cái ngoài là còn gọi là sông Nguyễn Tấn Thành. Đó, ở đây gọi kêu là sông Kinh Sáng nha anh chị ha. Đó, đặt cống sẵn hết rồi nên về đây mình có chỗ thoát nước rất là thoải mái luôn nha. À, xung quanh cái căn nhà vườn mình ấy á, thì gia chủ cũng có hàng rào ranh giới hết rồi anh chị ha. Đó, đây nè dân cư nè, đối diện nhà vườn mình nè, nhà cửa rất là đông đúc anh chị ha, chứ không có vắng nha anh chị. Đây cái đường này đường công cộng, đường thông nha. Ở đây mình có đèn đường nữa anh chị, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây làm xài nước ngọt là quanh năm nha, không có mặn cũng không có nhiễm phèn luôn, nên cô chú và anh chị cũng rất là yên tâm vấn đề đó nha. Đây gia chủ trồng mai rất là nhiều anh chị để bán anh chị không. À, còn khoảng là 2 tuần nữa rồi là Tết rồi anh chị ơi. À, anh chị đã đặt mai vàng chưa, chuẩn bị đón Tết nha. À, rất là nhiều mai. Đây, chuẩn bị là đem ra ngoài thị trường bán là chị ha. Đó, chủ mới lặt xong hết rồi. À, vô chậu hết rồi chị. Đây là khoảng gần Tết, khoảng là 2 tuần nữa là bắt đầu nở đầy luôn chị ha. Đó, mùa xuân tới rồi chị ơi. Đây xe vừa chạy nè, rất là thoải mái chị ha. Đường này xe rất là đông đúc rồi chị ha. Giá chủ ký gửi giá bán á chị là 2.500.000.000 nha chị ha. À, lên hết diện tích căn nhà và đất luôn nha anh chị, gốc hai mặt tiền nha. À, có trồng một số bưởi rồi một số cây trái dừa rồi măng cục đó chị ha. Cây này là cây cacao nè chị. À, trồng rất là nhiều loại cây trái nhưng mà trồng mỗi thứ ít thôi, dùng trong gia đình thôi chứ không phải là kinh doanh buôn bán anh chị ha. Đây đối diện nhà vườn ở đây cũng có một cái không gian căn nhà vườn trồng mai vàng không anh chị thôi. À, rất là đẹp anh chị. Ở đây Tết vừa quê là rất là tuyệt vời anh chị ơi. Nhà nào nhà nấy mai rất là nhiều luôn chị. Và ở đây Tết thì vừa quê rất là vui anh chị ha, rất là ấm cúng luôn. Đây căn nhà mình anh chị, căn nhà đầu tiên đây là nhà tường. À, căn nhà này là chủ bán anh chị ha. À, còn căn nhà kế bên nhà ton đó thì chủ để lại anh chị ha. À, chủ sẽ giải cái ton đi qua cái chỗ khác lập lại anh chị ha. Nhà ton bản không tính là nhà cũ quá anh chị ơi, thì chủ cũng đem đi cái nhà ton đó. Còn nhà thường là để yêu nguyên cho mình nha anh chị. Ở đây thì vợ chồng thì cũng khó khăn ha, thì cũng làm bên bơm cát đó chị. Đó, xung quanh chị không có hàng rào ranh giới hết đây. Rồi để em chỉ cái ranh chiều sâu bên tay phải luôn, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà anh chị ha. Đây căn nhà thứ hai đây. À, căn nhà to này là chủ dỡ đi anh chị ha, qua căn nhà mới nha. Toàn bộ là ton hết rồi chị, dỡ rất là dễ. Trần vách cũng ton và trên cũng đập ton hết rồi chị ha. Và ở trên trần này vô chủ đây thích mấy bông lan á chị, rất là nhiều luôn. Đây là một cái vườn mai nữa anh chị. Sổ là sổ đỏ chưa qua đầu tư nha anh chị. Quý khách hàng nào có quan tâm thì kết bạn Zalo em sẽ gửi sổ thông tin định vị cho mình xem trước rồi mình về đây gặp trực tiếp chủ mình đặt cọc chị ha. Mình đặt cọc thôi với công chứng không được nha, tại cái này là sổ đỏ. Chủ sẽ đo đạt lại cho mình anh chị ha. Đây đường thông công cộng hết nha anh chị. Cái ganh này là chiều sâu bên tay phải anh chị ha, có hàng rào cao là 2.5 m nha. Đây quay rất là kỹ từng chi tiết cho cú và anh chị nắm rõ luôn ha. Chiều sâu này phải là 42, còn chỗ góc hai mặt tiền nắng đó chiều sâu chỉ là 5.2 m thôi anh chị ha. Còn chiều sâu đường đan 2m đó thì là 62m anh chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền này là đường ô tô này là đường đan này là 65m anh chị. Đó, rất là rộng rãi anh chị ha. Rồi em xin mời chị nha, em sẽ đi vô căn nhà tường
em quay kỹ cho mình xem nha. Thì video em cũng hơi dài ha, mong cô chú anh chị cố gắng xem hết video của em để mình nắm được cái thông tin chính xác căn nhà vườn để mình mua đầu tư hay là mình mua về mình nghỉ dưỡng nha anh chị. Căn nhà này thì to này chủ dỡ đi rồi nên em không có quay bên trong nha anh chị ha, em sẽ quay căn nhà thường anh chị ha. Đó, em nói rất là cụ thể chi tiết cho cô chú và anh chị mình nắm rõ nha. Về quê mình không có điều kiện anh chị có thể ở nhà tường để ở tạm, còn nếu không mà anh chị có điều kiện anh chị có thể mình xây nhà lớn hơn anh chị ha. Đó, cách đường quyền lộ 34 trường học chợ anh chị ha, chỉ là 100m thôi chị ha, nay mình chạy vô đó rất là dễ nha. Đây căn nhà mình đây, rồi xin mời chị ha vô trong mình tham quan nha. Đây thì là lót nền ốp gạch lên tới trần luôn chị. Cửa phòng khách đây là cửa bằng sắt lồng kiến anh chị ha. Đây quay cao cho anh chị xem nè, rất là kỹ nha. Ở đây thì có nuôi một số cúc đó chị, đây rất là nhiều luôn nè, chim cúc anh chị ha, nuôi sao đó anh chị rất là nhiều. Chủ nuôi chim cúc. Rồi sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha. Đây theo một cách thì đơn giản thôi chị, nhà thì nhà thường nhưng mà cấp 4 chị ha, đơn giản thôi. Trên trần thì gia chủ chưa có đóng lập phong nha chị, hiện tại lập tôn nha. Còn ở đây thì chủ đã tô rồi nhưng mà chưa có ốp gạch anh chị. Đây thì nhà cũng hơi bề bộn nha, tại gia đình đang ở anh chị, tại vì nhà thì có con á, mấy đứa nhỏ đó nên cũng hơi bề bộn xíu, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Đó thì nuôi được nhà vườn này á, thì mình ở tạm được nhà này anh chị, em thấy cũng rộng rãi nhưng mà về mình tu bổ lại xíu theo ý mình anh chị ha. Còn ở phía sau đây nè, và trong phòng ngủ á, đã đóng lập phòng rồi, còn ở phòng khách thì chưa đóng lập phòng nha anh chị. Có máy lạnh đầy đủ anh chị không. Cửa sổ thì thiết kế hơi nhỏ ha. Đây thì dưới quê mình chị, thì đây thì ngủ bằng mùng anh chị ha, nếu không có mùng mũi thiêu luôn chị ơi. Mũi dưới quê rất là nhiều anh chị ha. Đây là phòng thứ hai, được hai phòng ngủ anh chị ha, được hai phòng. Rồi em sẽ đi ra cái không gian phía sau mình tham quan tiếp nha. Phía sau đây thì là nhà tắm, nhà vệ sinh, không gian bếp anh chị ha. Đây, nhà tắm, nhà vệ sinh là chung nha anh chị. Nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây thì cũng lót nền, ốp gạch cao là 1m8 nha anh chị. Gần đây chỗ khu vực nấu ăn, máy giặt đây anh chị ha. Gia đình cũng mới nấu đồ ăn uống nên để nội ở hơi bề bộn anh chị ha. Và bên trái mình đây là có một cái tủ bằng nhôm anh chị, để nồi, để chén bát ly tông cho nó không có bụi bặm anh chị ha. Đây chiều sâu tới đây anh chị, có hàng rào nè chị ha. Đây là mặt tiền thứ hai nè, em nói anh chị, đường này là đường đan 2m anh chị ha. Đó mình hai mặt tiền lận. Gia chủ xung quanh đã xây gạch lên là 1m, kéo lưới 40B40 hết anh chị thấy không? Đó, làm rất là kỹ nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ lên số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chính chủ ký gửi một lần nữa nha là 2.500.000.000 nha. Giá này thì gia đình nó còn bớt nha, đang kẹt tiền ngân hàng. Lên tổng diện tích là 1.400m² nha anh chị. Quý khách cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.